Chào mừng cô chú anh chị xem kênh ạ. Hôm nay em cho cô chú anh chị chiêm ngắm cây sabo mới được có tầm 1 năm rưỡi tuổi của chú anh chị, từ cái nhánh mà lỡ bên em cung cấp. Nó nhánh lỡ bên em cung cấp là này của chú anh chị, nó tầm cỡ này nè, nó là tầm cỡ 1 mét nha chú anh chị. Đó. Mà 1 năm rưỡi tầm nó được như vậy nè cô chú anh chị, tầm đắp mô nè cô chú anh chị. Đó, sabo quá cô chú anh chị, hình dung như em là nó rất là mê khô ráo nha chú anh chị, nó không có chịu ngập nước. Nên mình có cái đất mới mô vậy nè chú chị, thấy không? Được, cực kỳ tốt luôn, từ từ mình dỗ đi vô cô chú chị. Cực kỳ tốt. Sabo á hiện thường á nó có hiện tượng bệnh đó là năm nay là đây. Bệnh phấn trắng luôn chú chị. Bệnh phấn trắng. Biện pháp là mình xịt nó và bỏ trĩ thôi, nó đơn giản vậy thôi cô chú chị. Và hiện tượng gọi là sâu đục phân nữa là cô chú chị ngừa những cái đó là ok rồi. Rồi. Mình tầm 1 2 cây ăn chơi nó không có bệnh sao đâu cô chú chị, mình tầm nhiều quy mô thì mấy nó bị cái hiện tượng đó. Đó. Người nhìn lá của chú anh chị có nhận ra cây sabo gì không ạ? Nói dòng do tam quốc rồi cũng chú anh chị có biết không ạ? Dạ, lá nó hơi dài. Đó. Và nó thon. Và đó chính là sabo Mexico. Đó, cho chú anh chị chiêm ngắm cùng em. Đó, và đặc điểm nữa của chú anh chị nhìn lá không biết thì mình nhìn tái của chú anh chị. Tái thì nó mẫu nó là của chú anh chị. Nó bè bè cái đít ra. Nó không có nhọn như những dòng sabo khác và đặc trưng của ông Mexico nó vậy của chú anh chị. Nó bè cái đít nó tròn nó nhìn lớn chút xíu nữa thì của chú anh chị sẽ dễ hình dung hơn. Đây nó của chú anh chị thấy không ạ, nó tròn phỉnh luôn. Nó để mình để nó là không chú anh chị thấy không, mình để đứng nó cũng không đứng được luôn. Đó, nó nằm giá dao động khoảng 3-4 trái là cân ký rồi chú anh chị, nó chín đó. Nó chín thì nó sẽ căng bóng cái tái ra. Đó, cho chú anh chị chiêm ngắm cùng em. Đó. Thì vì nhánh tơ thành ra tái nó chưa được nhiều. Và bên em là nuôi dưỡng cành để chiết cung cấp cho chú anh chị. Có hai biện pháp là bên em nhân giống là chiết cành hoặc là chui. Gốc chui thì cũng là một sabo thực trinh của chú anh chị, ương hạt lên thì mình chui vào. Đó. Rồi và chiết cành. Chiết cành thì giá thành nó sẽ mắc hơn chút xíu, tại vì nó có hiện tượng gọi là liền cốt của chú anh chị và nó lâu hơn. Chu cành thì tầm cỡ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng, là nói chung là tầm 3 tháng là để phục vụ cho chú anh chị được rồi, nhưng mà chiếc cành nó sẽ lâu hơn đó, nên giá thành chiếc cành nó sẽ cao hơn đó. Nếu cô chú anh chị nào đốt giai đoạn hơn thì mua bên cây lỡ bên em, mà cô chú anh chị miễn mà muốn số lượng nhiều thì bên em có cung cấp bầu nhỏ cho chú anh chị đó. Đây sabo thì nó có ra cái bông ở những cái chòi lọc đầu này của chú anh chị thấy không ạ? Đây là hiện tượng ra bông đây, rất là dạng nhảy nè. Đó. Rồi nó cho chú anh chị coi, nó. Nó đây. Lập bộ đọt mới là nó sẽ đi theo qua bông. Đó, của chú anh chị rất là dễ hồ chú anh chị ạ. Đó, đây, mỗi đọt luôn. Đó. Rất là dễ tầm, dễ chăm, là chịu khô, hạn khá tốt. Rồi cần cái giống sabo các loại xin liên hệ bên em, và đặc biệt là sabo Mexico. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị xem kênh. Em kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Đây là mô hình sabo sen canh bên em với thanh nhãn. Đó, cho cô chú anh chị chiêm ngắm. Đó, cho cô chú anh chị chiêm ngắm cùng em nha. Rồi, em xin chào tạm biệt ạ. Em kính chúc cô chú anh chị làm ăn phát tài. Đó, cho cô chú anh chị có cái động lực để trồng. Đó, rất là dễ chia sẻ những cái kỹ thuật cho cô chú anh chị. Rồi, em chân thành cảm ơn.